mà mất 9 người. Dạ. Thì cái nạn nhân cuối cùng nhất là em Hoàng Văn Dược, vâng, 1991 ạ. Thì vừa rồi là hôm qua cũng may mắn là em đã về với gia đình, là gia đình đang lo hậu sự cho em. Dạ. Từ đây đến tối là chắc cũng xong. Dạ. Vâng, là đưa em về an táng với đất mẹ. Đó. Là em được nơi an nghỉ cuối cùng của em. Thì là dai dẳng nhất là 16 ngày tìm kiếm. 16 ngày. 16 ngày. Nhưng mà ngay trong 16 ngày tìm kiếm đó thì là lực lượng của tỉnh, của huyện, của xã xuống giúp thôn là chỉ đạo mọi công việc là đã mà hôm qua thì may mắn là cùng chó nghiệp vụ của tỉnh lên giúp đỡ tìm kiếm thì mới thấy em. Đó. Cháu cũng giới thiệu với các bác, các anh, các chị. Thì cháu là bên kênh YouTube Thành Trung TV. Thì cái thứ nhất là cháu cũng xin chia buồn với tất cả các hộ gia đình mình ở đây gặp cái cơn mà sạt lở như vậy. Cái thứ hai nữa thì cháu cũng thay mặt tất cả quý mạnh thường quân đang theo dõi ở trên kênh sẽ hỗ trợ cho những gia đình ở đây. Thì những cái gia đình mà bị thiệt hại về người á thì cháu sẽ hỗ trợ cho là mỗi gia đình là 1 triệu, à 10 triệu ha. Còn là những hộ mà gia đình không thiệt hại về người mà thiệt hại về tài sản á, là coi như em sẽ hỗ trợ cho là 5 triệu cho gia đình. Vâng, Thành Trung mến chào quý ông bà, cô bác, quý vị khán giả, quý Phật tử gần xa cùng quý hảo tâm đang theo dõi trên kênh của Thành Trung. Thì hiện tại bây giờ Thành Trung đang có mặt tại thôn Át Thượng, thì ở nơi cái khu vực mà bị sạt lở, 6 ngôi nhà vùi lấp hoàn toàn và 9 nạn nhân đã ra đi mãi mãi cả nhà. Thì Thành Trung cũng đã liên hệ với trưởng thôn để hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại cũng như là những cái gia đình hiện tại bây giờ trong cái diện di dời ở nơi chỗ mà có nguy cơ sạt lở trong xóm đó cả nhà. Thì Thành Trung mời cả nhà mình vào phía bên trong trưởng của nhà văn hóa thôn để chúng ta gặp trưởng thôn nha cả nhà. Ở đây là thôn Át Thượng, xã Minh Xuân nha cả nhà. Thì Thành Trung cũng đã liên hệ với bên phía chính quyền thôn rồi. Rồi em chào anh nha, cho em gắn cái mic hỏi thăm anh chút xíu. Dạ dạ. Dạ. Thì em cũng đã có liên hệ với anh trước để anh lấy những cái danh sách mà những nhà bị thiệt hại trong cái trận lở đất vừa rồi, chắc anh cũng đã liên hệ rồi. Dạ dạ dạ. Dạ. Bây giờ báo cáo với anh là ở trong đây thì địa bàn Minh Xuân thì nói chung mà Á Thượng nói riêng, dạ, thì vừa rồi cơn bão của chúng em thì đến và gây ra những cái hậu quả là sạt lở đất là rất là nghiêm trọng. Dạ. Và các anh cũng vào đến hiện trường anh biết ạ. Dạ. Cái vụ đấy là nó sạt lở nó là kinh hoàng nhất là từ trước đến nay, mà đồi thì nó không hẳn là cao mà nó gọi là đấy, nhưng em nghĩ nó nổ đất rồi. Nó mới văng được xa như thế đó. Nếu mà sạt thì nó cũng không bằng. Dạ. Vâng. Ừ, cũng sạt thì nó đồi thì nó không hẳn là cao. Vâng. Đó. Thì vừa rồi là dính ra cái thảm họa đó thì Á Thượng của chúng em là mất 9 người. Dạ. À, mất 9 người. Trong đó là mất 6 ngôi nhà thì 4 nhà là mất người. À. Còn hai ngôi nhà thì các anh vừa đi ấy, là sập hoàn toàn, một cái nhà mà đứng không được gì nữa, dạ, sập hết rồi. Vâng. Đó là bằng phá sổ mất 6 nhà mà mất 9 người. Dạ. Thì cái nạn nhân cuối cùng nhất là em Hoàng Văn Dược. Vâng. 1991 ạ. Thì vừa rồi là hôm qua cũng may mắn là em đã về với gia đình, là gia đình đang lo hậu sự cho em. Yeah. Là từ đây đến tối là chắc cũng xong. Yeah. Vâng, là đưa em về an táng với đất mẹ. Đó. Là em được nơi an nghỉ cuối cùng của em. Thì là dai dẳng nhất là 16 ngày tìm kiếm. 16 ngày. 16 ngày. Nhưng mà ngay trong 16 ngày tìm kiếm đó thì là lực lượng của tỉnh, của huyện, của xã xuống giúp thôn là chỉ đạo mọi công việc là đã mà hôm qua thì may mắn là cùng chó nghiệp vụ của tỉnh
lên giúp đỡ tìm kiếm thì mới thấy em. Đó. Thấy em thì em còn nguyên vẹn, không có vấn đề gì. Đó, nói chung là từ cái thịt không bữa không nát gì cả. Vâng, bởi vì cái đất nó mát. Đó, thấy em nguyên đang còn nguyên. Vâng, nó ngủ. Vẫn ngủ, vẫn nằm sắp ngủ thôi. Đó, vẫn nằm nghiêng, nằm ngửa để mình ngủ. Và trong tư thế ngủ, chắc là các anh cũng được nghe và nhiều cái chỗ mà người ta truyền đạt là truyền đạt đó và người ta quay video đó, yeah. Đó là cũng đấy thì trung tâm nhất là em đó là tìm 16 ngày dài rồi 16 ngày vâng mà được các công ty hỗ trợ doanh nghiệp người ta cũng có lòng hảo tâm giúp đỡ mấy cuốc mấy đó. Đó mấy cuốc mấy đào rồi mấy anh em mấy cuốc mấy đào kia là rất là nhiệt tình làm từ có lúc làm thông ngày luôn xong tới 11 ngày 12 giờ đêm 1-2 giờ đêm đó, đang còn tìm. Vẫn còn tìm đó là bởi vì là mong muốn làm sao tìm thêm nó mà tìm thì nói chung là cái đất thì nó sạt lở rất là nhiều hay nó xuống nó lớn quá người dân thì cũng mong muốn là tham gia tìm kiếm được nhưng mà người dân thì đào đất thì không kịp không nổi cái may thứ hai nữa là cái 8 nạn nhân đó, là nó ba nhà kia là nó dồn vào một chỗ và dồn vào một chỗ thì lực lượng tìm kiếm người ta dễ thấy đó, là mấy ngày trong ngày đó là đi kiếm được 5 thi thể đó còn 6 là trong ngày xong lại 2 người thì hôm sau mới tìm thấy mà cũng đã làm lo hậu sự ở đây xong là mới lấy đi lượm rồi là mới đi cất trước xong là hôm 22-23 gì đó là mới bắt đầu làm ma đó bắt đầu làm ma đó là cũng nói chung lần này là mất mát lớn của A Thượng là mất mát lớn nói chung là cái thiệt hại về tài sản thì mình có thể khắc phục được nhưng mà thiệt hại về người mình cũng khắc phục không không có cái gì mà để mà khắc phục lại được hết đau buồn nhất là mất 9 người trong một đêm mà ngày 10/9 là mất 9 người may là có anh Tiện ấy. Anh ấy là anh ấy cứu được ba cháu và đó anh ấy là anh hùng rồi là tất cả mọi người cũng đã phong anh ấy là người hùng là cứu được ba cháu trong đó là anh cũng ở trong xóm vâng ở trong đó đã cứu được còn anh ấy cũng đi hô hào được anh Bảy anh Trai anh Cung anh Ban là những người cũng tham gia tìm kiếm lúc là mình cái lúc đó là mấy anh là tìm kiếm trong cái đêm mà bị sạt lở vâng bị sạt lở là anh nghe thấy tiếng anh lấy xuống theo lời anh kể là anh cũng đi vòng men đi lúc ấy là vừa đi vừa lở đất nên không là trẻ con thì cũng kêu ấy may là bà kia thì lúc ấy là chỉ bằng nửa người rồi là vùi đất vùi rồi cây cối đè rồi là không dậy được thế mới bảo là con cháu ấy là kêu kêu cứu thì anh ấy nghe thấy tiếng kêu cứu thì anh cũng không mang những gì là cứ lao vào để cứu cháu bé thôi cứu được một cháu trước rồi anh mới vòng xuống là đi gọi mấy cái nhà đó anh vừa gọi lên để tặng quà đấy cũng có các anh hỗ trợ tìm kiếm trong đêm tìm kiếm là kiếm được ba mẹ cháu là được thoát chết cái tối mà xảy ra cái vụ sạt lở thì lâu không thì anh nắm bắt được cái thông tin cái vụ sạt lở đó thì cái ngày hôm trước là ngày mùng 7/8 là bọn em với lực lượng huyện với xã là cũng đã đi khảo sát là những cái hộ mà có nguy cơ rồi đó, nhưng mà cái chỗ hộ mà cái khu đó thì cũng không thấy tiềm ẩn gì cả và bọn em cũng không thấy vết gì cả là không thấy hiện tượng không thấy hiện tượng gì đó thì chúng em bỏ qua rồi đi về thì cái hôm bữa đầu là hôm em mưa lũ đó báo mưa thì nhiều bọn em cũng trực ở nhà văn hóa này là đến 2 giờ sáng thì đấy cái nhà Hoàng Văn Quế là cái nhà mà cũng bị sập ấy là chúng em đi giúp đỡ là
nuôi là nước ngập rồi, nước ngập là cũng vào gần mét nước rồi. Anh em giúp đỡ di chuyển những cái vật dụng ở bên ngoài, với lại hai nhà là La Tiến Đại với lại Vương Quốc Hải là chúng em đi giúp đỡ là vận chuyển những cái lúa thóc ạ, thóc vật đồ vật dụng cần thiết di rời người đến chỗ an toàn. Đấy là hôm sau thì bắt đầu đi khảo sát thì thấy an toàn thì chúng em cũng không trực chốt nữa, là nghĩ là nó cũng không xảy ra. Nó là mấy anh em mệt thì bảo thôi tối nay là mình sẽ không trực nữa, bởi vì là chắc là nó tốt hết rồi. Nó không có vấn đề gì nữa thì mình thôi để nghỉ ngơi cho có sức khỏe. Hôm sau nếu có vấn đề gì là đi với bà con. Là trong lúc độ đó thì mấy nhà thì cũng nhà như là nhà Chí Khanh ấy, là lúc đấy là nhà cũng bị đẩy siêu vẹo. Thì chúng em là bảo là thôi về nghỉ xong là để có sức khỏe mai thì huy động dân đi giúp nhà đấy để dỡ nhà trước đã. Đi rồi thì đi rồi đi xong là mấy anh em bàn nhau là thôi là nghỉ, không ngờ đến lúc mà cái thảm họa đó thì cũng thấy trời mưa to. Trong em thì nhà em thì cách một cái suối. Suối thì nước cũng nhiều, thì sáng thì thấy mọi người cũng nhao nhao, thì em vừa dậy là lúc 5:30 giờ đó. Vâng, thì thấy nhao nhao thì em mới nhìn ra, em mới nhìn vào khu trong, em bảo sao là cái khu kia mà gió gì mà nó cạo thì sạch thế, nhìn nó đỏ au một cái đất đi ấy. Thế em phải chết rồi, cũng biết là khu đấy là cái gió gì mà nhà ngoại nhà kia không biết như nào. Mấy điện đuối cái 2-3 ngày là thôn em mới là mất điện. Nếu mà thấy cũng may mắn thôn em là mất điện ấy, không cái nguồn điện ba pha kia mà nó xuống thì mất nhiều người nữa. Nó mấy cái nhà mà bị thật chặt á, cái bị gấp á, bị đổ á, bị sập ấy là không có điện. Nếu có điện là mấy nhà kia còn bị điện giật nữa. Nó may là không có điện thì mấy nhà kia có mỗi nhà 5 người. Nhà thì 6 người trẻ bế bồng được, đi ra được. May mắn là lúc đấy thoát được hai cái nhà kia. Đấy, một nhà như nhà ông Hoàng Văn Quế có con dâu ấy, bùng chữa, may là ông mấy cháu lại đi ra ngoài. May, nếu mà ở nhà biết là nó như thế nào. Không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Đấy, nó là như thế. Thì cũng giới thiệu với anh là như thế này, em là kênh YouTube Thành Trung TV. Thì đây là kênh YouTube Lực Tàng TV. Thì bọn em thì cũng ra ngoài đây cũng khá là lâu rồi, nhưng mà bọn em là hỗ trợ ở bên Lào Cai. Cũng nghe cái thông tin là ở bên Yên Bái mình ở đây như thế này, nhưng mà kiểu là đang hỗ trợ ở bên khu vực Lào Cai, làng Nũ. Đến ngày hôm nay thì cũng với hỏi thăm để qua bên đây, thứ nhất thì cùng hỏi thăm động viên các gia đình mà bị thiệt hại. Đó, cái thứ hai nữa là cũng mình cũng muốn hỗ trợ một chút nào đó. Cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi qua những kênh truyền thông. Đó, để động viên tinh thần cho các hộ gia đình. Thì chắc hẳn là anh cũng thông báo rồi thì anh có thể là coi đầy đủ chưa? Thì em cũng muốn anh cái danh sách mà những người mà bị thiệt hại là 6 hộ đúng không? Vâng, đó. 8 mà cả xã Minh Quân là 8. Vâng, thôn em là 6. Nhưng mà có hai gia đình người ta cũng bị sập nhà, là cũng tập trung ở đây. Là 8. Vâng, là 8 hộ là sập hoàn toàn. Vâng, 8 hộ là trong xã Minh Quân. Vâng, thì còn những cái hộ mà ở trong cái nguy cơ mà bị sạt lở. Mà như lúc này mà em cũng vừa mới vô trong đó để mà coi như xem á. Thì giờ mấy hộ đó cũng di rời rồi. Thì em cũng sẽ hỗ trợ những cái hộ gia đình đó. Một chút ít anh cũng xem coi là có đầy đủ chưa ha. Thì nói chung là anh và các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân đã hướng tới bà con. Nói chung là á tưởng của chúng em vừa rồi là những đó em vừa kể với anh ấy thì nó là đau thương tan tóc. Hoang mang bà con, tinh thần hoang mang lắm rồi. Nhưng mà vẫn động viên bà con là phải bình tĩnh. Như là mấy thời tiết bây giờ thì có thể là mình về nhà có dọn nhà để chuẩn bị gặt lúa. Bây giờ lúa thì nó cũng đã chín rồi, nó cứ được 70-80% là mình gặt thôi. Chứ bây giờ là ví dụ như có một cơn bão nào ập tới nó là mình lại mất trắng. Bây giờ mình phải cứu lấy lúa trước, cái lương thực đảm bảo cho mình.
đấy, xanh nhà hơn là gà đồng. Đúng rồi. Đấy, mình là những cái khu vực mà gần sông suối, ví dụ vừa rồi nó có đổ mà có thể lấy được là phần nào ít nào thì cứ đi lấy, thấy nó hơi chín chín ngả vàng là lấy thôi, để đảm bảo để mình còn vươn lên để phát triển. Rồi. Chứ bây giờ là cứ bỏ hoang ấy cũng không được. Dạ đúng rồi, thì nói chung là thì mất mát thì nó cũng đã mất mát rồi. Đấy, còn những cái người sống thì mình cũng phải cố gắng là vượt qua cái nỗi đau để tiếp tục cái công việc, rồi coi như cái đời sống của mình nữa ổn định. Thì em cũng không biết nói gì hơn, thì cũng chỉ biết là chia buồn với bà con làng mình gặp cái trận mà mình phải nói là hết sức là đáng sợ như vậy. Dạ. Cũng nghe theo các cụ kể về từ bao nhiêu đời cũng không có trận nào mà nó như vậy, bởi vì cái dư chấn vừa rồi là chắc là nó ảnh hưởng dư chấn thôi, có 2-3 lần thì động đất nhưng mà nó nhẹ và một lần là nó rung, chắc các anh cũng thấy nhiều người ta lên cái mái nhà mái tôn nó rồ rồ quá. Xong rồi cái hôm bữa mà bọn em đang ở dưới cái sân mà nhà em thì cứ thấy cá nó nhảy nó tung mặt nước, cái cá nhảy em một lúc thôi, vài giây thôi đó, vào cũng biết là như nào. Về sau là cái thu phát em tưởng là ở trên nhà em nhiều vấn đề gì, bây giờ cái mái tôn vừa rồi thì chắc ở đây cũng bị dư chấn động đất ha. Như ở trong Gia Lai vừa rồi nó coi như nguyên cả khu vực từ Gia Lai Kon Tum là coi như nó cũng động đất quá trời trời luôn, dư chấn mà ngồi mình ngồi đang ngồi về nó rung luôn, y như là đưa võng luôn á, ghê lắm. Vâng, anh thử xem là đầy đủ cho ha. Rồi thì để xem là những hộ gia đình ở đây là đầy đủ chưa, để cái bằng của tuyến đây thì lúc đoàn này trong nhà thì lúc đấy là được anh cái xóm của anh này, các hộ đấy có bình nước nhà cỏ lơ có, anh xem mà có bình nước nhà cỏ lơ. Vâng, con nhà cỏ lơ đấy là nó cái hiện ở đấy, nhà lơ đúng không? Ừ, nhà lơ Xiêm. Nhà xiêm có chứ. Đấy cái khu của các bác ấy, các bác xem mà mấy anh em ở gần nhau thì nhà xiêm chứ các bạn chứ quả tâm mà chứ. Còn đi đủ chưa? Còn bây giờ mấy cái hộ của mình lấy 2-3 kìa. Cái hộ của mình đâu? Đây thì các bác ấy cho quả cái hộ mà 8 hộ đó, 8 hộ người mất với lại mất nhà. À cái hộ kia thì nói là nhà người ta hai hộ đang đám. Là hai hộ là đang làm đám chưa ra đây được. Vâng, cái hộ đấy là tìm cái dược ấy. Là vừa rồi thì nhà Hải kia là chú, còn nhà dược kia là cháu. Và nhà Hải thì mất là mẹ, mất vợ, mất con. Còn nhà dược thì mất một mình dược. Cái người mà tìm kiếm hôm qua cuối cùng nhất là tìm thấy ấy. Là đang làm đám ở đầu đường đúng không? Đường dạ, chút xíu nữa có thể là coi như em nhờ anh dẫn em ra ngoài đó được không? Được. Nếu như anh xong việc ở đây đi, rồi anh em mình ra ngoài đó, thứ nhất là mình cũng thắp cho nạn nhân một cây nhang. Nhé. Là đây là 8 hộ. Bây giờ là có 6 hộ ở đây. 2 hộ là ở ngoài. Là cái hộ Lục Văn Hoàng Văn Giao. Vâng, Hoàng Văn Giao là đây là con dâu của nhà Hoàng Văn Giao. Dạ, là sáu hộ này là coi như sập nhà hoàn toàn đúng không? Vâng, 6 nhà này sập nhà hoàn toàn, trong đó là 3 nhà này là người mất. Ba nhà này mất, nhà này là người mất là mất bố chồng, mẹ chồng. Còn nhà này là mất là đây là em chú. Vâng, nhưng mà là cái thằng cháu là đi thằng Diệp ấy. Chắc là các anh nghe tin. Bây giờ cháu đang đi nghĩa vụ ở đấy công an ấy. Thì cháu đã đi rồi, nhưng mà chú này là cũng vẫn là con của bà ông Giao bà ấy á. Thì để cho con dâu lấy thay, còn thằng này lấy thay cái thằng Diệp. Thằng Diệp này là mất bố, mất mẹ, mất em. Gia đình này á. Còn gia đình này thì là mất bố. Sập nhà. Vâng, các bác ở bên này là sập nhà hoàn toàn. Các bác mà. Vâng. Thì cháu cũng giới thiệu với các bác, các anh, các chị. Thì cháu là bên kênh YouTube Thành Trung TV.
Thì cái thứ nhất là cháu cũng xin chia buồn với tất cả các hộ gia đình mình ở đây gặp cái cơn mà sạt lở như vậy. Cái thứ hai nữa thì cháu cũng thay mặt tất cả quý mạnh thường quân đang theo dõi ở trên kênh sẽ hỗ trợ cho những gia đình ở đây. Thì những cái gia đình mà bị thiệt hại về người á thì cháu sẽ hỗ trợ cho 10 triệu ha. Còn những hộ mà gia đình không thiệt hại về người mà thiệt hại về tài sản á, là coi như em sẽ hỗ trợ cho là 5 triệu cho gia đình. Mười cô ha. Dạ. Rồi cố gắng vượt qua nha cô. Dạ anh. Rồi cố gắng vượt qua nha anh ha. Dạ. Rồi con chào chị. Ghi cái hộ này vào. 6 7 8 9 10. Dạ, rồi cố gắng nha chị. Dạ cô ạ. Dạ cố gắng lên nha cô. Dạ. Năm rồi đúng không? Rồi, cố gắng lên nha chị. Dạ. 1 2 3 4 5. Thì cháu không biết là nói gì hơn. Thì cũng chia buồn cùng với những gia đình bị thiệt hại về người và những gia đình mà bị thiệt hại về tài sản. Thì mình cũng đang rất là may mắn, còn người thì còn của, thì mình cũng cố gắng để vượt qua để có như ổn định lại cái cuộc sống nha các anh các chị. Dạ. Dạ thì cái kênh của Lục Vàng ngày hôm nay đến đây thì cũng thấy cái hoàn cảnh của tất cả các 6 cái hộ dân ở đây cũng đang gặp rất là nhiều cái đau khổ và mất đi người thân, mất đi cả nhà cả cửa, mất đi tất cả mọi thứ. Kênh của anh là kênh Thành Trung TV. Thành Trung TV. Quá là ta thương và mất mát quá lớn với họ cả nhà. Lục Vàng cũng xin thay mặt tất cả quý mạnh thường quân kênh là hỗ trợ cho những người mà sập nhà và mất người, là mỗi hộ như vậy số tiền là 5 triệu. Còn hỗ trợ cho bên phía những người mà mất nhà và không mất người là 3 triệu. Và giao tiền cho bà con mình. Anh là đoàn gì anh nhỉ? Bên em là Thành Trung và Lục Vàng. YouTube Thành Trung và Lục Vàng. Hôm nay là 5 triệu. Em được làm mỗi nhà 5 triệu mất người. Còn nhà có sập 3 triệu. Nhà có mất người 3 triệu. Thank you.
Em ơi, em ơi, chào luôn không? Vâng, anh này cố gắng coi anh coi qua những cái hộ ấy, những cái hộ mà trong này thì cũng lên luôn để coi như em trao luôn á. Dạ. Ông đang còn mà. Thế thì mời các hộ gia đình này tạm dừng xuống bên này để tí nữa có một đoàn của các anh ấy trao sau. Còn bây giờ mời mấy cái nhà mà trong diện di dời đó, các bác lên đây. Diện di dời dân đúng không? Vâng vâng. Cái này thì để cho anh Trung làm việc. Trung sẽ hỗ trợ giúp cho những cái. Có ai ở đây? Trong cái diện di dời. Vâng. Có nhưng mà nhà chị đâu? Đi nhà chị cũng ở trong cái diện đó, vào đi. Cái nhà lơi nó bảo là không thể dùng nó bảo định nhận ngay cho. Được không? Ừ, cũng được mà. Được, được, được. Được. Ừ, nha, rồi, ok. Làm sao là đây là nhá. Vâng, thì đây là những cái hồ mà nằm trong cái là chỗ mà nguy cơ bị sạt lở. Nói chung là cũng phải di dời nhà. Chứ mà ở đó là cũng rất là nguy hiểm đúng không các bác ha? Đúng rồi. Vâng, thì cháu sẽ hỗ trợ cho một hộ gia đình là 1,5 triệu. Dạ, nói chung là của ít lòng nhiều, mình san sẻ, mình coi như cũng không bị cái gì. Dạ, nhưng mà coi như di dời nhà cửa thì cũng khá là tốn kém. Thì cháu sẽ hỗ trợ cho 1-2 gia đình là 1,5 triệu ha. Dạ. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 77 tuổi. Ờ, đi di dời bên A Chin mẹ đẻ đấy. Trong cái chỗ nếu không làm còn nhà đâu. Sợ quá rồi hả bà? Vâng, thôi cố gắng lên nha bà. Ờ, chúc nhé, chúc các cháu nhé. Dạ. Chúc cả mạnh thường quân hỗ trợ bọn các cháu, các bà nhé. Dạ. Các em, các cháu bên vâng. Cháu nhé. Dạ, dạ. Cảm ơn cháu nhé. Vâng ạ. Dạ, đây chị. Cảm ơn. Dạ. Dạ dạ. Thì cái số tiền này là cái số tiền của tất cả mạnh thường quân. Tất cả chú khu đó là cố gắng lên nhà nha. Giờ mình đang may mắn hơn hàng xóm mình rất là nhiều. 1 triệu của nhà chị, cố gắng này ha. 1 triệu của người nhà. Vâng, 9 hộ ạ. À, 9 hộ. Em chị... 1 triệu này là tính về là giao cho chị của ai? Vâng. Của nhà anh kia là cũng trao cho triệu dưới riêng. À, là đang thiếu hả? Vâng, cho được bao nhiêu? Là cầm thay. Vâng. nhận thay ha. Vâng. Rồi không sao đâu. Đây ha. Đây chị. Con bà con là cố gắng nha. Ồ đây cái bà rất là lớn tuổi, bà nay cũng được bà. Thì chị là được nhé, ok. Ừ. Cái này giúp nhau thôi. Vâng. Dạ. Anh các chị ấy giúp mình thì mình cũng thấy hài lòng rồi. Cảm ơn mẹ Trường Quân nhé. Vâng thì cũng cảm ơn bác trưởng thôn rất là nhiều. Dạ. Khi mà đến đây thì cũng được bác hỗ trợ. Vâng. Là những cái gia đình mà bị thiệt hại rồi những cái gia đình mà bị di dời thì cũng có cái danh sách nó rất là chính xác, nên là thành Trung cũng xin chân thành cảm ơn đến bác trưởng thôn ha. Dạ, dạ. Nhất là thầy mà cho bà con là em xin cảm ơn mọi người, các mạnh thường quân cũng về giúp đỡ bà con đã trao quà sưởi ấm cho tinh thần mấy hộ này, là những cái hộ mà làm nhà kiên cố
nhà đẹp, các anh vào cũng thấy đúng không ạ? À. Không một hộ nào là hộ không không làm nhà. Đúng rồi, làm đó nhà. Làm những cái nhà đó bây giờ cũng đang vay tiền về làm thôi. À. Mấy hộ bây giờ cũng nợ, cũng chưa trả được hết. Thì, chưa trả hết xong rồi bây giờ lại những cái này làm mọi người rất là đau thương. Yeah. Nhưng mà cái này thì cũng đang có chính sách thì sau này cũng mong muốn là các mạnh thường quân nhà hảo tâm với các nhà nước để quan tâm hỗ trợ hơn nữa đến yeah. các hộ như thế. Right. Cái thứ hai nữa thì chúc là mấy hộ này là các anh đã đến đây rồi thì các hộ cứ không phải suy nghĩ nhiều, không phải lo lắng mà chúng ta phải hướng tới cái tương lai của chúng ta. Đấy, còn người là còn của, cứ cái nhà đó là chúng ta là cất rất là nhiều tiền. Nhưng mà các anh các bác ở đấy là chúng ta phải di rời. Chứ là ban đêm không được ngủ đấy, nhớ đâu nó xuống lúc nào không hay nha. Chúng em đi tuần thường xuyên đó, nếu mà các anh các chị ở đấy là sau này chúng em không giúp đâu. Nên là mọi người phải di rời, bởi vì mấy ngày hôm nay là em thấy là mọi người đảm bảo không về nhà nha. Còn cái chính sách thì sau này là ví dụ như thiếu gạo thiếu gì đấy, thôn bây giờ vẫn còn dư thì các anh các chị cần thì liên hệ với em là lấy tiếp nha. Cái đấy là như vậy, bởi vì bây giờ là ví dụ ban ngày mình về ví dụ thấy chưa cái gì quét nhà quét cửa đi xong là mình phơi thóc xong là mình lấy đi phơi khô ấy là không để ở nhà mà đi gửi cho an toàn hả? Vâng, mình đi gửi cho an toàn đó, những vật dụng cần thiết nào mình cần di rời là mình lấy ra đi thì, sợ trời mưa nha. Thì như vậy thì nói đúng là đi cũng rất là nhiều chỗ nhưng mà thấy bác trưởng thôn ở đây thì cũng rất là quan tâm đến những người dân địa phương. Yeah. Nhưng mà thật sự là mình rất cảm động. Yeah. Thì nói chung là chắc hẳn là trong cái quá trình vừa rồi thì bác trưởng thôn cũng rất là vất vả. Thì thôi nhân đây á, vì bà con thôi nhân đây thì cũng qua kênh của Thành Trung thì Thành Trung cũng sẽ thay mặt tất cả quý ông bà cô bác, quý mạnh thường quân nhà hảo tâm ở trên kênh sẽ hỗ trợ bác trưởng thôn 2 triệu đồng để nói chung là cho bác có một cái tinh thần động lực cái này thì, để vâng. tiếp hơn nữa để hỗ trợ bà con trong cái lúc mà hoạn nạn thôi. Các nhà hảo tâm cái này thì các anh đã thương tình bản thân tôi nhưng là còn nhiều nơi là cần những đồng tiền này thì tôi mong muốn là các anh đi gửi cho các hộ khác nha. Bởi vì tôi thì bây giờ sức khỏe vẫn còn ổn định, gia đình thì cũng vẫn đang lo được thôi. Không, cái này là vì em, tụi em bồi dưỡng cho bác là để gọi như là cái tinh thần để mà sức mạnh để giúp cho các hộ dân ở đây. Thì bác đừng có ngại, cứ nhận đi. Đó rồi, em không ngại đâu, bởi vì là cái này là em muốn là cho các hộ nó khó khăn hơn. À. Đó, vâng ạ. Thôi như vậy là coi như cũng quá là tốt rồi. Vâng. Như vậy chưa bao giờ mà thấy bác trưởng thôn nào vâng. như vậy. Vâng thì Thành Trung cũng xin chân thành cảm ơn đến vâng. với tất cả quý bà cô bác có thể nói trên nhiều nơi là người ta sẽ cần cần hơn. Dạ đúng rồi rồi cảm ơn bác, cảm ơn. Vâng. Thì Thành Trung cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Thì đang còn 2 hộ nữa. Dạ vâng 2 hộ nữa. Đang còn 2 hộ nữa thì bây giờ là cũng đang lo đám tang đó cả nhà. Thì Thành Trung cũng nhờ bác trưởng thôn sẽ dẫn ra nhà mình thắp nhang cho nạn nhân một cái nhang rồi sẽ hỗ trợ bên phía gia đình luôn nha cả nhà. Thì cái clip này Thành Trung sẽ kết thúc ở đây. Hẹn cả nhà mình vào video sau của Thành Trung.